chờ đi trong giây lát, rồi chỉ buồn đứng lên dành lại đứa con từ trong tay giặt. Nước mắt trào tuôn chỉ thầm gọi con ơi. Lũ giặc xông vào, đứa trẻ bị lôi ra khỏi vòng tay mẹ, chị không kịp gọi con. Khi lọt đạn sát nhân xuyên qua bò sữa nóng của người mẹ dòng sữa mẹ.
mồ của chị. Nước mắt cứ rơi ngập ngừng trong hơi thở, nghe gió chờ lời đôi tiếng thì thầm của chị sắp vĩnh biệt con, còn nghe rõ đến bây giờ. Yeah.